Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Một tuần rồi kể từ khi mình có việc gia đình và mình vừa về quê, thì hôm nay mình sẽ dành tặng anh em một clip rất hay. Đương nhiên rồi, Elendor khắc chế Karinak 100% luôn. Nếu chỉ cần kỹ năng ngang nhau thì Elendor sẽ khắc chế Karinak. Thì làm thế nào để Karinak có thể sống sót để chơi có thể đối đầu với Elendor? Thì đơn giản thôi, một cái lý thuyết cơ bản này. Nếu mà đã không đối đầu được thì late game càng không đối đầu được. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn cơ hội nào ạ? Thằng Elendor là một vị tướng, nó farm tiền đô game rất nhanh. Nếu các bạn để cho nó farm được tầm 3, 4, 5 phút trở đi mà chúng ta không làm được gì nó, thôi, xác định các bạn né Elendor ra. Mà các bạn gặp là các bạn không vô được nó. Đặc biệt thằng Karinak phiên bản này, cái lượng đam nó mạnh không mạnh, những cảm giác cái lượng đam nó thiếu thiếu như nào ấy. Vậy thì đối đầu với Elendor như thế nào các bạn? Đó chỉ là một cách duy nhất, đó là không cho nó đến late game. Đó là cách, đó là một cái cách đầu tiên. Và cách thứ hai là không cho nó farm vàng vượt thời gian hoặc là farm hơn mình. Thì để có hai cách đấy thì làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ phải nghỉ tất cả mọi thứ để làm Elendor thọt đầu game. Vốn gì đang Elendor dàn đầu game thì để mà nó đối đầu với Karinak thì chưa đủ đám, hoặc là chưa đủ cơ sở để ăn được Karinak ở đầu game. Nhưng nếu các bạn mà đánh đen Elendor ở đâu game được, nhưng nếu các bạn mắc vần cứ để late game thì bằng thừa. Vậy khi các bạn đối đầu Elendor, chúng ta phải kết thúc game sớm là cái thứ nhất. Nếu mà để late game thì thua. Rồi, chẳng hạn như clip này mà tầm phút 13 trở đi mà mình không thắng thì là mình sẽ thua từ 13 trở đi. Vậy clip này các bạn hãy xem cách mình xử lý các bạn nè. Rồi, khi team mình và team địch đâu tập trung con rồng rồi thì mình đã nói các bạn rồi. Nếu các bạn xác định ăn con rồng thì chỉ đánh con rồng thôi, còn xác định combat thì xác định từ đâu đấy. Ủa dồi ôi, chẳng hạn cái pha này mình xác định không combat, mình chỉ trừng phạt con rồng là trừng phạt rồi, ăn được rồng hết tiêu tức mình sẽ không đánh nhau, mình chỉ mục tiêu ăn con rồng thôi, kể tím không quan tâm làm gì cả, kể tím các bạn nhá. Mình ăn được con rồng thì mình sẽ kiểu dùng hết chiêu để ăn con rồng là thôi. Các bạn bị vướng vào một cái khi các bạn hết chiêu các bạn cứ đi bổ đến đánh nhau làm gì. Cái pha này các bạn đi bộ lên nhau chặt được gì hết. Cái pha này này mình sẽ đứng đây riêu má này, đây một phát từ con chưa bá này, nhảy qua hai lướt rồi ok con gì nữa, rồi tốc biến anh em ạ. Thôi rồi lấy tốc biến của nó cũng được. Và các bạn hãy nhớ nhá, đầu game mình nói gì ạ? Cướp rừng, đánh vào rừng ngay lần đó. Đây là cơ hội tốt nhất khi mình sẽ đánh vào rừng ngay lần đó. Đầu tiên mình sẽ cướp cho nó con búa xanh các bạn nhá. Không, mình phải làm thọt ngay lần đó bằng mọi cách. Đấy, đầu tiên mình sẽ ăn cho mình hai con búa này ở bên búa xanh này. Rồi có đánh nhau không, thằng Grak này, rồi voi hỏa dài rồi nhảy vào 1-3 đấy. Combo Karinak các bạn biết rồi nhá, đó là bắt buộc muốn dồn cái lượng đám to nhất của Karinak, bắt buộc phải dính chứa một vào nó, xong các bạn kích hoạt chứa 3 bay vào người nó, rồi chứa 2 để bù sát thương. Đấy là cách combo cơ bản, và đừng quên đánh thương nhá, cái combo cơ bản Karinak. Rồi ok, khi cướp được búa sánh rồi thì mình sẽ đá qua rừng nó luôn ở con búa đỏ này các bạn nhé. Búa đỏ nó ăn rồi, khả năng nó đang ở đây này. Rồi mình sẽ nhảy thằng Omen này trước đi, bắt lẻ là một phát. Rồi làm gì đông đổi ta đâu, có ba thằng ở đấy mà. Đấy, cháu na rát, láo lên. Rồi, Elendor tiếp này, giết được cái phá này ngon quá rồi. Ok, chứa một vào Elendor, ngon quá. Đấy, mình đã xác định tư tưởng rõ ràng ở trong clip này. Khi mình gặp thằng Elendor mình sẽ bị thọt, thì cái mục tiêu của mình là sẽ đánh áp đảo vào rừng của nó. Và clip này, nó thiên thời địa lợi và nhân hòa, bởi vì team của mình đánh rất hay. Đặc biệt rồi, ở cái rảnh cao thủ cao sáo này thì chỉ cần các bạn di chuyển thôi, đồng đội sẽ hiểu ý. Chứ không như bạn phản bác, anh ơi em đánh cái rank em di chuyển đồng đội ấy đâu. Thực sự nhiều khi nói chung mình ok đồng quan điểm, bởi vì khi đánh những cái rank bạch kim hoặc rank cao thủ ít sao ấy, thì đồng đội hầu như nó chưa hiểu được cái vị trí di chuyển nhiều. Cho nên những clip gần đây mình đã làm những cái rank cao thì mong các bạn thông cảm. Đấy, rank cao là gì? Rank cao là tất cả những người chơi trên bản đồ này đều biết chơi, đều biết nhìn di chuyển. Đấy, các bạn thấy thông cảm cái điều đấy. Rồi ok, mình sẽ qua cướp rừng tiếp Elendor các bạn nhá. Đấy, cướp con búa xanh tiếp sẽ làm nó thọt bằng mọi giá các bạn ạ. Nó thọt được từng nào thì hay từng đấy. Chứ các bạn chỉ để thằng Elendor nó farm đến phút thứ 5 thôi
là xong con ấm luôn. Ôi thằng ôm men nó trói mình tàu giết mình chết luôn. Làm gì tao nào. Trời ơi, đồng đội mình khi nàng 3-4 thằng các bạn ạ. Đặc biệt đang có thằng SP cháu ná nó đánh quá sương luôn. Di chuyển ở đâu cũng có nó. Và đặc biệt một cái điều đây, có thêm mảng nên nó tiếp, nó thọt mình hại. Nó thọt đấy, kết hai mảng các bạn nhá. Mình vẫn tiếp tục cướp rừng. Và cướp rừng đến khi nào mà cảm giác không thể cướp được nữa thì thôi các bạn nha, phải cướp triệt để cho nó thọt đi. Chứ chỉ cần nó ngáng vàng mình cho nó bắn, nó bay, nó mùa thì đúng là chỉ biết nhìn nó mùa thôi các bạn ạ. Nó bắn dám ba cái là chết. Rồi, clip này thì mình sẽ chỉ cho anh em một cách để chiến thắng clip up nào luôn. Team địch có Slim và Elandor. Thì khi các bạn mà để cho late game phút 13 trở đi thì coi như game này không có cách chữa. Đấy đấy, bắt tiếp các bạn nha. Bay đi đâu, rồi lướt về. Đấy, khi game này để 13 phút trở đi thì không có thuốc chữa. Nhưng chỉ có thuốc chữa ở dưới phút 13 thôi. Mình đang hướng dẫn các bạn cách làm đây. Đầu tiên đập thọt thằng rừng của nó. Khi thằng rừng nó cảm giác đủ thọt và mình không còn cảm giác để mà qua rừng nó nhiều để gây hiệu lợi thế nữa thì bắt đầu như nào ạ? Ăn các mục tiêu và sẽ tập trung farm thật nhanh rồi có mắt tổng. Khi mình tận dụng mình đang con xanh hơn đối phương áo vàng thì mình sẽ tập trung đi gánh này. Rồi cái pha này nhá. Các bạn đừng bao giờ bỏ đường nhá. Các bạn tập trung rồi cái pha này. Từ từ các bạn, ôi tốc biến rồi, bình tĩnh nào. Đấy, các bạn cứ tập trung cuốn quá vào khu rừng mà để cái đường của nó cùng là không bị thọt mà vẫn ok. Thì các bạn vẫn bị kéo với late game thôi. Mà đã kéo với late game là các bạn thua. Đấy, cho nên ngoài cái việc đi đường ra thì mình bắt buộc phải di chuyển đi gánh ở các vị trí đi đường này các bạn nhá. Phải các vị trí đi đường và đặc biệt mình sẽ đánh tập trung vào thằng Slim. Và bằng mọi cách mình sẽ để thằng Slim nó late game này và không để thằng Elandor late game là ok. Còn thằng Rio Má quá tấp. Thằng Rio Má thích làm gì thì kể. Đây, pha này giết tiếp chết rồi đấy. Nó chết mình chết rồi đấy. Đấy các bạn. Cái pha nhảy ảo loi luôn đấy. Một cái pha nhảy rất là ảo loi đấy. Bây giờ rất ok rồi. Đấy, 10 phút thứ 6 mà đe trực diện và KDA của mình là 504 các bạn nhá. Rất là xanh. Vậy thì sẽ có người người sẽ có những hỏi thắc mắc anh ơi. Về trận đấu này kết thúc game như thế nào? Đấy, muốn kết thúc game ít ra phải có mắt thằng nó. Nếu mà ở dưới phút tầm 13 thì bắt buộc các anh phải có mắt thằng 3-3-4-4 hoặc là quét sạch nó mới win được chứ. Chứ ví dụ anh mà cứ bắt Elandor mãi thì phút từ 10-13 làm sao win được. Đấy là câu hỏi rất hay. Thì mình sẽ trả lời các bạn điều đấy. Đúng là bắt buộc chúng ta phải giết ít nhất phải 3 vị tướng hoặc quét sạch thì mới chiến thắng ở trận đấu ở dưới phút 13. Đấy, thì làm như thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được bằng cách combat? Thì đơn giản thôi, chúng ta ôi giỏi cái phá này thì ôi cha ôi ăn nguyên combo vừa bị lông xích rồi vừa rồi xong rồi. Rồi xong. Chào các bác luôn. Đấy các bạn nhá. Đấy là một cái lỗi rất lớn của mình, thằng Grack đánh hay thật đấy. Đấy, để tiếp theo trả lời cho các bạn một cái câu rất hay đấy. Thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có một phá combat ở dưới phút 13. Đấy, bắt buộc phải có một combat mà muốn combat thì như nào ạ? Đấy các bạn hãy nhìn cách tí mình nhá, lấy hết tất cả các trụ bậc thêm rồi. Đấy, lấy hết tất cả các trụ bậc thêm rồi và để cho team địch di chuyển lên giữa map là thời điểm đánh nhau tốt nhất, không băng trụ, không cống trụ. Đấy nhá, khi các bạn lấy được hết trụ nhá rồi thì team của chúng ta và các bạn sẽ lui về farm ở. Đấy các bạn nhìn thấy team địch di chuyển chưa? Đây là thời điểm tốt để combat này. Thời điểm rất tốt để combat đấy, phút 11, 12 rồi, thời điểm tốt các bạn này. Rồi, team địch nó tập trung từ từ. Team mình đang còn bị lỗi nhá. Đường lính không cá mà combat là bị sai lý thuyết. Không đánh. Không đánh pha này. Thực sự là mình cũng rất buồn xuống đầy quái ở đường hoặc đường tiến nhưng mà team mình cứ zone đánh nhau như thế này. Đấy, rồi xong đánh nhau phang nhau rồi. Rồi từ về các anh ơi. Ôi đừng team nó chùm 5 thằng chùm 3 chùm 7 thì team mình đấy các bạn nhìn chưa? Đấy. Đây là thời điểm chúng ta bắt buộc phải combat các bạn nhá. Rồi mình sẽ thủ đường tiến một chút các bạn nhá. Từ để ăn thằng thiếu má được không? Rồi nhảy lên, ôi rồi con bó phèo anh em ơi. Rồi xong, ôi nó quay lòng nó trả giáp thương kìa. Khiếp. Thằng thiếu má nó mạnh thật anh em ạ. Đấy, chỉ một cách duy nhất là chúng ta phải ép nó giao tranh. Và bây giờ team mình vẫn đang còn lợi thế nhá. Đấy là team nó đang dần dần lật keo này. Chỉ cần một phá combat team mình như thế này thôi là thua. Không có cách chữa, mình phế. Nếu chỉ cần một phá combat như thế này là team mình phế. Rồi, vậy bây giờ làm thế nào mới combat tổng được? Đơn giản thôi, phải bắt được một trong hai thằng xạ thủ của nó thì mới có bắt tổng được. Như nào ạ? Một là bắt được Slim, hai là bắt được Elandor. Bắt được cả hai vị tướng đấy càng tốt. Vậy làm thế nào để bắt được nó? Thì đó chỉ cách duy nhất là giấu sai. Đây mình thấy thằng Slim ở đường dưới các bạn nhá. Ở thấy Slim ở dưới đường thằng Omen này. Đấy mình sẽ ăn con rồng này tạm đi.
Đấy, hiện tại thì không biết mình là lùn sái chứ khả năng bị lộ thôi, nhưng không sao, nó không để ý mình đâu. Rồi mình sẽ giấu sái này. Rồi Slim mình là thể ở giữa mid. Từ từ bình tĩnh sẽ nấp sau giấu sái. Đây rồi, từ từ Slim, nhảy Slim nhá. Rồi ok, nhảy Slim chưa, một đứt kêu hai đi luôn. Ok, bắt được Slim rồi. Tiếp tục như là thằng nào nữa? Elandor. Giết được Elandor nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Đấy rồi, Elandor đây rồi, thấy rồi, xong. Ok chưa các bạn? Đấy là một clip khá hay để giúp cho tất cả các bạn gặp những trận đấu mà các bạn đánh late game không thể nào thắng được, thì để cho tất cả các bạn có một trận đấu rất hay. Và các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một nút comment ở phía dưới phần comment. Và mình sẽ ngay càng cố gắng làm ra những clip thật hay tất cả các bạn nhé. Và tất cả các bạn hãy mãi yêu, bye bye.